Thượng trung hạ ba phẩm căn lành, đều đem hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Tâm không chỗ khinh là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì thiện xảo phương tiện tương ưng. Đối với chúng sinh tà định, hạ liệt, bất thiện đều sinh tâm đại bi, chẳng khinh tiện là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì thường khởi tâm hoằng thệ của bậc đại nhân, cung kính cúng dường tất cả Như Lai. Đối với tất cả Bồ Tát khởi tưởng Như Lai, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ, là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì giữ chí nguyện xưa rất vững bền. Đại Bồ Tát ở trong A Tăng kỳ kiếp tích tập căn lành, tự muốn thủ chứng vô thượng Bồ Đề, nhưng ở trong lòng bàn tay, nhưng đều đem xả thí cho tất cả chúng sinh. Tâm không lo buồn, cũng không hối hận, tâm ngài rộng lớn đồng cõi hư không, đó là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì khởi đại trí huệ chứng pháp lớn, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đầy đủ phước đức, tụ rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ trí huệ công cụ trợ đạo. Những gì là 10? Đó là gần gũi bậc đa văn, chân thiện tri thức, cung kính cúng dường, tôn trọng lễ bái, tùy thuận mọi thứ, chẳng trái lời dạy dỗ. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ nhất, vì tất cả chánh trực không hư dối, vĩnh viễn lìa kiêu mạn, thường có hạnh khiêm cung, thân lời ý nghiệp không thô bạo, nhu hòa thiện thuận, chẳng dối trá, chẳng quanh co. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ hai, vì thân Bồ Tát kham làm Phật pháp khí, niệm huệ tùy giác chưa từng tán loạn, tàm quý nhu hòa, tâm an bất động, thường nhớ lục niệm, thường hành lục kính, thường tùy thuận trụ pháp lục kiên cố. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ ba, vì là phương tiện với 10 thứ trí. Thích pháp, thích nghĩa, lấy pháp làm vui, thường thích lắng nghe, không nhàm đủ, xả lìa luận nghị và lời nói thế gian, chuyên tâm nghe thọ lời xuất thế gian, xa lìa tiểu thừa, vào huệ đại thừa. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ tư, vì một lòng nghĩ nhớ không tán động. Tâm chuyên gánh vác 6 ba la mật, hạnh đã thành thục, 4 thứ phạm trụ, đều khéo tu hành, tùy thuận minh pháp, đều siêng thỉnh vấn, người trí huệ, thông mẫn, xa lìa cõi ác, hướng về đường lành, tâm thường ưa thích, chánh niệm quán sát, điều phục lòng mình, thủ hộ ý người. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 5, vì kiên cố tu hành hạnh chân thật. Thường thích xuất ly, chẳng chấp vào ba cõi, luôn giác tâm mình, chưa từng có niệm ác, ba giác đã đoạn tuyệt, ba nghiệp đều thiện, quyết định biết rõ tự tánh của tâm. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 6, vì hay khiến tâm mình, người khác thanh tịnh.